Hello, xin chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game On One Road nha mọi người. Thì hôm nay nó lại có update mới nữa rồi. Thì update đó là một cái melee mới đó mọi người. Sau cái này thì chúng ta sẽ đến cái melee Galaxy. Thì trước tiên thì chắc là tôi sẽ thay cái bộ đồ khác nha mọi người. Đây bộ đồ nó đang mút đam Euro, nhưng mà chúng ta sẽ mặc bộ đồ này đi ha. Chúng ta sẽ mặc cái bộ đồ Strong này. Bộ đồ Strong này hình như đang là búp ngon nhất rồi mọi người ạ. À, đây bộ đồ này hiện tại đang búp là xịn sò nhất rồi, không bộ đồ nào búp hơn được nữa. Thì chứ ủa nó thiếu cái gì ta, cái nón à? À cái này với cái này à, đây à. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ gọi là hồi sẽ nó búp cũng không được nhiều lắm ha, thôi kệ đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái update mới ha mọi người. Thì đầu tiên thì nó sẽ có code trước cái đã, xong rồi tôi sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để chơi cái cái này ha. Thì hiện tại tôi đã có cái tâm kiếm rồi, nhưng mà chắc là sẽ để video sau đi. Video này thì tôi sẽ chỉ cho mọi người làm sao để chơi được cúp đét mới này, gọi là làm như thế nào để chúng ta có thể làm được nhiệm vụ này kia ha. Đầu tiên thì nó sẽ có hai cái code mới nha mọi người nhá, hai code mới. Rồi để tôi nhập hai cái code mới cái mọi người chờ tôi xíu nha. Xong rồi tôi sẽ gọi đây hai cái code mới, mọi người có thể bao lại nha. Hay code mới thường thường thì tôi làm clip, tôi tìm được code rồi tôi mới làm clip cho mấy ông. Đây đây là code đầu tiên đó, mọi người có thể bao video là mọi người xem nha, gọi là ngừng video đấy đó. Hai code mới đây, ok rồi. Đây update mới của chúng ta sẽ là cái Galaxy, và chúng ta sẽ có một cái danh hiệu mới nữa, rất là nhiều danh hiệu mới mọi người ạ. À, hai cái nó cũng không có to đâu, hai cái một cái danh hiệu mới, một cái new raid mới, và một cái hai cái item này chắc không phải chờ admin gọi là gift cho tôi, đó tôi mới biết là cái gì rồi. Raid thì chúng ta sẽ có cái raid cho nó làm nhiệm vụ mọi người, nó giống như cái cây giống như cái không biết là đây 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 là cái Galaxy key nhé mọi người đó. Còn cái key này mọi người muốn lấy như thế nào á thì bây giờ mọi người tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người lấy ha, là làm nhiệm vụ cái thư luôn. Đầu tiên thì mọi người sẽ di chuyển qua bên đảo Marine, thì nó sẽ có cái phần nhiệm vụ giống như của cây tam kiếm vậy á. Cái kỳ này thì em thấy update nó không to lắm mọi người, và nghe nói đâu cái Mili Galaxy này nó sẽ dễ lấy hơn, mà hình như nó không có nguyên liệu nữa mọi người ạ. À, không có nguyên liệu, không có nguyên liệu để update, thì có nghĩa là cái key Galaxy đó thì nó chỉ để mọi người đi làm nhiệm vụ thôi. Thì nhiệm vụ thì đầu tiên thì tôi mới hỏi mấy 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 người ở bên kia á, thì đầu tiên thì chưa biết nhiệm vụ nó nhiều như thế nào, nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ có gọi là đây, tôi sẽ cho tôi đang có là đầu tiên sẽ đánh 15 con gáp ở Marine, thứ hai là chúng ta sẽ đánh 20 25 con AOKC ở C2, và thứ ba là 35 50 con gáp ở trong raid gì đó chưa biết, tại vì người ta chưa có xác nhận nhiệm vụ. Thì thường thường tôi sẽ hỏi admin, nhưng mà bây giờ hiện tại thì admin chưa có trả lời tôi mọi người. Đây đây là chỗ để mọi người nhận nhiệm vụ Galaxy nha, mình sẽ bỏ nhiệm vụ đi tại mình có cái tâm kiếm rồi. Thì bên đây là nó là cái để mọi người đổi, còn bên đây là cái nhiệm vụ ha, chúng ta sẽ nhận cái nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sẽ là à chưa, để nói chuyện đã, chưa nói chuyện xong đó. 15 con gáp đầu tiên chúng ta sẽ đánh 15 con gáp Galaxy, đây chắc là con này nè mọi người. À đó, và con này nó cũng sẽ drop key luôn nhé mọi người nhé, con này nó cũng sẽ drop key luôn nha. Đây bây giờ chúng ta sẽ ra chúng ta đánh cái con đầu tiên nó drop key không nhé người, không thì chúng ta sẽ gọi là tôi đánh đến lúc nào mà nó drop được cái key á thì lúc đó tôi sẽ gọi là đem test cho mọi người xem ha. Con này hình như là 350 mấy tơi máu á mọi người ạ. À, 350 mấy tơi máu á, 350 mấy tơi máu thì giờ cũng không gọi là quá khó đâu. Con này không biết nó có thời gian death bomb hay không, thì thời gian C bomb của nó hiện tại thì hình như là tầm khoảng 5 phút một con nhé mọi người, 5 phút một con, tại vì nó đang có X8 gì đó tôi cũng không biết nữa. Đây, để mình đánh con đầu tiên coi thử nó có drop key hay không nhé mọi người nhé. Nếu mà drop key thì tôi sẽ vào tôi test cái raid đó cho mọi người xem luôn, còn không thì chắc là sẽ đánh từ từ thôi. Đến lúc nào drop cái key thì chúng ta phải vào chúng ta test thử nhé mọi người nhé. Con này chắc là mình nghĩ chắc là Aura vào lại server thì nó sẽ gọi là spam nhanh hơn mọi người ạ. Ôi, mình chưa bật Haki hả? Sao đánh có ở đây chưa bật Haki, hèn gì sao đánh gì có miếng máu. Ở quên bật Haki mọi người ơi, quên bật Haki. Hèn gì nó sao đánh gì có mấy trăm bê máu. Trời ơi, con này cũng không trâu lắm đâu mọi người ạ. À, không trâu lắm đâu. Để tôi đánh đến lúc đầu rồi đó cái kỳ xong tôi vô tôi test ra thử cho mọi người ha. Thì update này thì nó chỉ có vậy thôi mọi người ạ. À, chưa có gì mới mẻ cả, chưa có gì gọi là quá xịn sò. Không biết cái Mili
khi nào mà chúng ta có được cái mini này rồi thì lúc đó chúng ta mới có những cái video gọi là cho ta so sánh giữa hai cái mini mọi người ạ. Còn này thì không biết là nó rớt cho mình cái kia luôn là đẹp nè. Giờ mình test luôn. Cái gì á? À. Ủa trâu á, hồi nãy tôi coi trên video. Rồi không rớt gì rồi mọi người ạ. Chắc là tôi sẽ đánh đến lúc nào để rớt cái kia xong rồi tôi sẽ thử test đi cái ra cho mọi người coi thử cái trong ra như thế nào nhé mọi người. Update kỳ này nó chỉ có vậy thôi. Khá là nhỏ mọi người ạ, không có rầm ra đâu. À. Bây giờ khi mà con boss nó biến mất thì nó sẽ mất đi cái. Bây giờ chúng ta sẽ set bam chỗ này ha. Set bam chỗ này xong rồi tôi sẽ đi coi như tôi làm nhiệm vụ đi ha. Tôi đi ra xe bờ hường tôi tìm tôi đánh. Tôi set bam chỗ này luôn nha mọi người. Tôi đi ra xe bờ hường tôi tìm tôi đánh nha mọi người. Set bam ở như ở góc bên đây. Lâu quá rồi không có chơi hòn đảo. À quên, trên này mới đúng chứ. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ đi ra xe bờ hường chúng ta tìm chúng ta đánh nha mọi người nhé. Ra xe bờ hường chúng ta tìm chúng ta đánh thôi chứ xe bờ vip thì chắc là chờ hơi lâu. Xong rồi đến lúc nào mà có được cái key rồi thì tôi sẽ thử đi vào ride, tôi test thử hai cái ride của thử như thế nào, coi trong đó nó có câu hay không nhé mọi người nhé. Rồi tôi mới vừa đánh ra cái key mọi người ơi. Bây giờ thì chắc là sẽ đánh nốt con này ha. Tại vì vừa quấn xong cái nó xì bao lên tiếp. Thì đánh xong rồi chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ đi test cái ride như thế nào nhé mọi người nhé. Thì đánh được con này nữa, con thứ 5 rồi. Nói chung nhiệm vụ kỳ này chắc tôi mình nghĩ chắc là cũng dễ. Nhưng mà mình nghĩ sẽ cần item mọi người ạ. Nên là chúng ta phải cần liên hệ được admin thì lúc đó chắc là sao. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung tiêu diệt cái con này coi thử coi nó đợt drop key hay không. Biết đâu drop thêm cái nữa. Ồ không có mọi người à. Đây là cái key Galaxy key nhé mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ vào ra chúng ta test hết mọi người á. Mình mặc cái bộ đồ drop lên cái là nó khác liền à. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về cái đảo Amazon Lily. Chúng ta sẽ đi test ride luôn nhé mọi người nhá. Coi thử cái ride trong này thì boss nó sẽ là nhiêu máu mình nghĩ cũng khá là trâu đấy. Ở ngoài thì nó đã là bao nhiêu ta, ở ngoài nó đã là 350 mấy tơi máu rồi mọi người ạ. 350 mấy tơi máu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta test ha mọi người nhá. Đây, test thử cái rai đầu cái này phải. Test thử cái rai coi thử coi nó sẽ như thế nào nhá. Mở lên thì chúng ta sẽ thấy đập mặt vào ngay chúng ta luôn. Đó. Galaxy Ride. Galaxy. Giờ thử coi nó sẽ con quái nó sẽ trâu đến mức độ nào nhá. Sao nó không cho mình đi vậy? À, đây là bọn lag mọi người ạ, sẽ sớm nó hơi lag. Game bây giờ nhiều thứ quá mọi người, mili mới, kiếm mới, kiếm thì tôi còn chưa làm xong nữa. Hôm bữa tôi làm, nói chung là mấy cái video mà gọi là làm clip thì về lấy nguyên liệu thì mình nghĩ là nếu mà nó mới á, thì mình còn làm được, còn không nó cũ rồi thì thôi. Ta không cần làm nữa mọi người à, chúng ta làm mấy cái mới thôi. Test kiếm thì sẽ để video sau, còn những cái video mà đi lấy thì chắc là cũng không cần, tại vì chắc rất là nhiều người làm rồi. Còn mấy ông coi kênh nước ngoài toàn xì kiếp không, còn mấy đại gia bỏ robot là xì kiếp không, tôi làm gì có. Trong đây thì nó sẽ có hai món item mới, mình nghĩ chắc là bộ đồ mọi người à. Cái áo với cái cao choàng. Ui vãi cả trưởng, 850 tê máu, oh my god. Cái gì đây? Rồi quýnh chừng nào nó quýnh nó bằng một cái QA rồi mọi người ơi. Vậy là chắc tôi phải cài thêm sức mạnh cho cái con nhân vật của tôi rồi. Cái này thì 850 tê đánh biết chừng nào nó mới đi mọi người ơi. Thì chờ xíu đi ha, cho nó đứng gần tôi nó chạy lại tôi chụp cái hình nha mọi người á. À, đẹp liền à, nó quýnh tôi không đi liền rồi đâu mọi người, yên tâm cho nó quýnh rồi đi. Đấy ok, bây giờ tới tôi đục nó này, tôi bật hai cây lại nha. Nhìn cái lượng máu là hơi quả chè đó nha mini. Này là một con đánh phải 3 phút á. Như đây máu là một con đánh phải 3 phút á mọi người à. Có thể là cây tam kiếm nó bút xịn hơn á, nhưng mà tôi chưa có làm mọi người à. Khi nào mà tôi làm tam kiếm tôi vét cái tam kiếm vô nữa thì chắc là ok á. Bay hai cây hoài luôn á, không để ý. Boss này thì mấy ông yếu chắc là đánh không nổi rồi. Lượng máu này thì hơi khó nhằn mọi người ạ. Lượng máu này tôi thấy tôi còn ảnh nữa đó. Cái gì mà sao cái chiêu của cái tưng là sao vậy? Máu này thì hơi quải á mọi người ạ. Nhưng mà cũng được, tôi đánh thì tầm khoảng 3 phút một con thôi. Nhưng mà hơi mỏi tay mọi người ạ. Tôi đánh phải 3 phút một con thôi, hơi mỏi tay, với lại phải canh bật Haki né lên lại mọi người à. Không nó đánh bay Haki né là nó quýnh lên đường á. À, nó quýnh bay Haki né rồi mọi người thấy không? Bay Haki né tôi hoài luôn á. À,
đây. Chắc là tầm 3 phút con thật mọi người ạ, tầm 3 phút. Rồi chờ chiêu nó hồi á, chứ chiêu mà nó hồi nhanh thì đánh nó nhanh thôi. 800T, con ở ngoài thì 350T, con trong đây thì 800T. Con boss này cũng hơi khó nhằn á mấy anh trai à, không đùa được đâu. Đây. Để tôi quên đó mọi người, chờ tí xíu nha. Game này cứ cuối tuần là up, nói chung thì cũng được, không có gì chơi thì chúng ta chơi game này mọi người ạ. Tuy là nó tốn thời gian chúng ta khá là nhiều nhưng mà không có gì chơi thì chơi game này cũng được, hợp lý rồi. Chầu quá đi, vụ đánh bay Haki né hoài luôn á. Một lần combo nữa, hai lần combo nữa chắc là được, hai lần combo nữa chắc là xong mọi người ạ. À, một lần combo nữa là xong nè. Bơi nè, Haki né lên nữa. Tí nữa đánh bay Haki né nữa, ép nè. Đánh bay Haki né nữa rồi. Cái này là mấy ông có bạn đánh cùng thì nó sẽ ok hơn, chứ đánh một mình thì hơi căng quá mọi người ạ. Đánh một mình là hơi căng đó. Đánh một mình là hơi lâu luôn á. Nãy giờ hơn 3 phút chưa ta? Để tôi check coi. 5 phút rồi mọi người ơi. 5 phút rồi chứ 3 phút gì nữa. Đau quá. Trời, tôi tắt Haki hèn gì. Sao nó đánh tự đánh bay Haki của tôi được hay vậy? Đánh mấy con boss này hay vậy lắm mọi người ạ. Quay lại nó đánh bay Haki của tôi ạ. Đánh bay Haki vũ trang á. Không biết là tôi bấm lộn nó tắt hay sao, chứ làm gì có vụ đánh tự bay, đánh bay Haki vũ trang rồi đúng không? Đánh bay được Haki vũ trang là hơi ghê á. Rồi, xong rồi mọi người ạ. Hèn gì tôi nói sao đánh nãy giờ nó lâu. Drop cái gì luôn nha. Tôi đang mặc bộ đồ drop luôn mọi người. Đang mặc bộ đồ drop. Drop cái gì thử coi. Chẳng hạn nguyên áo quần gì đó, đánh con ra luôn cho nó xịn. Quay qua trầu mọi người ạ. Quay trầu quá. Rồi xong. Ồ rớt cái mảnh Galaxy mà. Ủa sao ông kia bảo không có rớt nguyên liệu cái mảnh này để làm gì? Ờ, nhưng mà tôi cũng là gọi là test xong, gọi là update rồi nha mọi người, gọi là hướng dẫn cho mọi người chơi làm nhiệm vụ này kia các thứ ha. Mình nghĩ nguyên cái này chắc chắn là nó sẽ liên quan đến để chúng ta đổi cái mili mới, chứ làm sao mà không có liên quan nữa đúng không mọi người. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người biết đâu sau đó nha. Bye bye.